Đất nước Qatar vừa khánh thành sân bóng đầu tiên phục vụ World Cup 2022. Đáng chú ý, sân vận động này được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ và giúp cho người hâm mộ có thể đến cổ vũ những đội bóng mà mình yêu thích mà không bị lo ảnh hưởng bởi thời tiết. Sân vận động Khalifa có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, được sửa sang với chi phí 122 triệu đô la Mỹ. Bên trong sân đấu có hệ thống điều hòa nhằm duy trì mức 24-28 độ C trên khán đài và 26 độ C dưới sân. Khalifa trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới có điều hòa nhiệt độ. Hoàn thành sân bóng đầu tiên trước World Cup 5 năm là dấu mốc quan trọng của Qatar. Chúng tôi tự hào vì có thể trình diễn sự sáng tạo với thế giới, chào đón những người hâm mộ bằng lòng hiếu khách được nhớ mãi về sau. Khalifa nắm giữ vị trí quan trọng trong lịch sử thể thao Qatar. Trong những năm qua, sân bóng chào đón sự hiện diện của nhiều ngôi sao bóng đá quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Theo sắp xếp, sân bóng có máy lạnh tổ chức đến vòng tứ kết World Cup 2022. Trước đó, World Cup 2022 tổ chức ở Qatar gây ra rất nhiều tranh cãi, chủ yếu vì vấn đề nhiệt độ. Thông thường, nhiệt độ ban ngày mùa hè ở Qatar vào khoảng 40-50 độ C, hoàn toàn không phù hợp cho trận đấu bóng đá.